Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 1 luyện tập trên giấy ô ly. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 3, đề ôn học kỳ 1. Bài số 1, số chúng ta đếm bao nhiêu số chúng ta ghi vào đây, bao nhiêu cái chúng ta ghi vào đây. Nè. 1 2 3 4 5 là ghi số 5. 1 2 là ghi số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ghi số 9. 1 2 3 4 5 6 này 1. 7B, viết các số từ 0 đến 4. 0 1 2 3 4. Câu C, viết cách đọc số theo mẫu. Đây là 2, cái này là 0. Cái này là 6. Bài số 2. 8 ta trừ 4 là bằng 4. 10 ta trừ cho 7 bằng 3. 5 ta cộng với 3 là bằng 8. 1 cộng 5 là bằng 6. Bài B, 7 ta trừ cho 2. Như vậy cái này chúng ta làm bên tay trái qua phải nha, đừng có làm ngược lại là sai. 7 mà ta trừ cho 2 là còn 5. 5 ta cộng 4 là bằng 9. 3 ta cộng cho 6 là bằng 9. 9 ta trừ cho 5 còn 4. 10 ta trừ 9 còn 1. 1 trừ 1 là bằng 0. 4 ta cộng 3 là bằng 7. 7 cộng 3 là bằng 10. Bài số 3, khoan vào số lớn nhất. Số 5, số 2, số 7 và số 1. Vậy là số 7 là số lớn nhất. Câu B, khoan vào số bé nhất. À, trong này là số 0 là số bé nhất. Chúng ta qua bài số 4. 5 ta cộng cho 3 là bằng 8. 10 ta trừ cho 4 là bằng 6. 9 ta trừ cho 7 là bằng 2. 3 ta cộng 7 là bằng 10. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 5. Nối ô trống với số thích hợp. 7 ta trừ cho 4 là bằng 3. Con số 3 lớn hơn con số nào? Lớn hơn số 0, lớn hơn con số 1 và lớn hơn con số 2. Ba bé hơn con số gì chỗ này? Con số gì chỗ này là bé hơn 5. Như vậy chúng ta thấy là 3 này, 4 này, 5 này. Vậy con số 4 chỗ này là con số hợp lý nhất. 4 lớn hơn 3 và 4 bé hơn 5. Chúng ta qua bài số 6. Viết phép tính thích hợp. Hùng có 3 máy bay, Cường có 5 máy bay. Hỏi cả hai bạn thì có bao nhiêu máy bay? Cả hai bạn thì chúng ta lấy 3 ta cộng cho 5 là bằng 8. Câu B, có 6 cái bánh, cho 2 cái bánh còn lại là bao nhiêu? Cho là chúng ta trừ ra. 6 là trừ cho 2 là bằng 4. 4 cái bánh. Chúng ta qua bài số 7. Cho cái hình này, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tròn? 1 hình tròn, 2 hình tròn, 2. Rồi hình vuông. 1 hình vuông, 2 hình vuông, 3 hình vuông. Cái thứ 3 này. Và đây cái thứ 4. Đây cái hình vuông nữa nè. Đây là 4 hình vuông. Hình tam giác
1, 2, 3. Đó, chúng ta ghép hai cái này lại. Như vậy chúng ta sẽ được hình thứ tư. Nha. Như vậy là bốn hình tam giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.